Bạn Ngô Thủy bao giờ bé em tiêm 6 trong 1 mũi 1 của Bỉ, mũi 2 người ta tiêm cho bé mũi của Pháp có sao không? Không sao đâu, về nguyên tắc thì đúng là tốt nhất thì chúng ta sẽ tiêm vaccine của cùng một hãng. Nhưng trong cái tình trạng hết vaccine và chúng ta phải nhanh chóng tiêm để đáp ứng được cái miễn dịch của em bé thì chúng ta đổi sang loại khác cũng được. Nó cũng không phải là một cái vấn đề gọi là quá căng thẳng. Chúng ta sẽ xét cái tình huống tại thời điểm đấy. Ví dụ như bây giờ là dịch bệnh đang rất nhiều hay ốm hay đau nhiều và chỗ bạn hết thuốc rồi không thể chờ được. À, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái tiêm cái của Pháp cũng được, không sao. Bạn dành của em theo dõi bác từ hồi bé sơ sinh đến giờ 2 tuổi. Mình tham gia cái công việc mà tư vấn online sớm. Thực ra thì là một trong những cái thế hệ đi đầu. Có điều thì cái sự phát triển của mình nó chậm, nó không nổi tiếng và nhanh được bằng các anh chị đi sau. Mình bắt đầu từ năm 2016, từ bắt đầu các cái nền tảng và các cái app tư vấn từ xa rồi. Xong sau đó mình mới chuyển sang làm YouTube, rồi Facebook, bây giờ là TikTok. Nó là tương đối lâu, nhiều bạn sẽ biết mình tương đối lâu rồi, nhiều bạn có khi là đến con thứ ba rồi. Hoặc nhiều bạn sẽ là từ những em bé đầu tiên là sẽ còn phải hỏi bác sĩ rất nhiều. Nhưng đến em bé thứ hai là thỉnh thoảng mới phải hỏi lại thôi. Hoặc có khi là không cần hỏi nữa, lâu lâu lại vào chào nhau thôi,